Rồi, welcome back to my channel. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube mà có thể nói là nhiều sub và like nhất ở nhà mình nhé. Hôm nay mình sẽ chơi tựa game Mario Kart 8. Thôi chơi luôn nhé, bởi vì cái tựa game này quá nổi tiếng rồi. Không phải giới thiệu gì đâu. Mình đưa thử cái cúp nhé. Nhưng mà mình sẽ chơi cái chế độ Miro này, bởi vì mình xem YouTube thì chưa có thằng nào nó chơi cả đâu. Chơi cái này thì là cái đường đua nó sẽ ngược lại, khá khó. Rồi, chạy nhân vật nhé. Mario đi cho nó quen thuộc. Mà không được, nghĩ lại. Mình thích thằng nào nhìn nó ác một tí. Đây đi. Thằng này tên là gì? Đéo biết. Rồi, lần đi tiếp mục chọn xe này. Các bạn trẻ xem kênh mình thì mình nghĩ là nó còn tuổi khá là trẻ, nên là thích cái mẫu xe nó dễ thương một tí đúng không? Nhưng mà mình không nhé. Mình năm nay 30 tuổi rồi, nên là mình sẽ chọn cái mẫu xe gì đấy nó sang sang một tí. Đây, Mercedes đây rồi. Chơi luôn đây. Bánh xe Mercedes thôi nhá. Mercedes thì đương nhiên phải chơi mấy cái dù là nó cũng sang trọng. Dù gì rồi ta? Đây đi. Rất là sang trọng. Mở cúp này nha. Ok. Come on, come on, come on. Mushroom Cup. Đùa, xem vận động Mario Kart luôn. Rồi, chơi cái này thì kinh nghiệm của mình là đến 2 thì bắt đầu mình giữ nút di chuyển nhá, để nó tăng tốc ngay từ đầu này. Đây này, nhìn này. Đấy, ngon ngay. Thế này các bạn cứ drift nhiều vào là auto tăng tốc nhiều luôn. Ui, cái Mercedes này đi chậm quá. Ui. Ăn được cái tiền. Đi xe này không ăn thua rồi. Quả bom mình đang cầm khá là mạnh. Nhưng mà nếu mà ném vào đằng trước thì khả năng tự bóp giá mình khá là cao. Nhưng mình sẽ ném vào đằng sau vậy. Úi giời. Lại bom nữa. Đấy, lên lên. Cho đi trước một quả đi. Cho chúng mày nữa. Thế này chậm quá. Cái thứ hai này. Mình không quen ở vị trí thứ hai lắm. Mình thích ở nhất cơ. Cái mai rùa này là ném nó sẽ đuổi theo đối phương nhé. Này mình ném các bạn thử xem này. Chết mẹ. Lại bom. Không ăn được nhiều bom. Nhưng mà sao. Chết. Bấm này để tăng tốc nhé. Lại về nhất luôn. Đuổi nhá, thằng thứ hai ném chuối. Chuối này mình thấy cũng khá phế, ít khi mà mình đi phá, mình lụa mà. Đây các bạn thấy cái ô đẹp không? Trời ơi. Ok ok. Một cái cúp này thì sẽ có 4 vòng đua nhé. Sau 4 vòng đua tính điểm xem ai được nhất thì nhảy luôn đấy, như vậy. Khá là dễ hiểu. Rồi, Water Park. Công viên nước.
Các bạn đừng nghĩ trò này nó dễ. Ốp khoan, đại 2, 1. Ngon này. Ôi, đấy. Bình thường nó sẽ đi quay về bên phải ấy, nhưng mà cái này chơi chế độ ngược ấy. Mình bị nhầm một chút. Rồi, cứ đập rít, đập rít thần lâu này, càng tăng tốc nhiều. Ui dồi ôi, đập rít tím rồi này. Mình đâm vào đi con kia, đâm vào đi con kia hỏng ngay. Ui mẹ chó. Con chó. Rồi, nó sang trái nha. Quên như nãy. Ném cái này thì có khả năng trúng không cao đâu. Thôi ném bừa. Cái đấy bình thường mình sẽ dùng để đỡ hơn. Mà dùng để tấn công. Đây này. Ui, nhưng mà thôi con này cũng không đỡ nữa. Chết đi. Ngon. Hình như là cái set đấy thằng nào càng xếp cao thì bị càng lâu hơn thì phải. Đúng không? Đúng không? Chó này xong. Mình trước mình sợ mình đi vào. Đi. Yeah. Mình nghĩ vòng này mình xếp trong top 3 ổn nhất, hơi khó. Không, mình chưa biết được đâu. Ui, tím rồi. Còn mình sẽ giữ quả này để mình đỡ nhá. Còn khi bọn nó có cái rùa đỏ ấy, à cái mai đỏ ấy nhỉ, nó bọn nó chơi mình. Nhát đỏ, nhát đỏ. Trời. Đua xe như David Beckham. Rồi. Hai vòng nhất thì làm sao mà ai chờ lại mình. Tèo 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 tèo. Vương quốc bánh kẹo. Cái trò trẻ con. 2. Mình nghĩ thì xịt những quả như này đó. Spam liên tục. Trời ơi, dẫm thôi. Mình ghét cái chuối đó. Các bạn cố gắng ăn những cái đôi như này mình sẽ lợi hơn. Ném đi cà phê lại tiền. Rồi nguội rồi. Chó kìa. Ây. Ui giời. Con này mình cố gắng nhất nữa, coi như mình ăn cúp luôn rồi. Sao không phải đua nữa. Ôi. Lên là lên là lên. What the f***. Còn lợi.
Còn cuối không? Còn này mình lên cao tí thôi, mình nguội mất. May xa lên tí nữa. Ngon. Còn này vẫn tự giết nhau. Thằng số 2 kia nó ăn được vàng rồi, nó không khả năng giết mình rồi. Mình cũng bằng băng về nick thôi. Oh yeah. Ôi, đừng thằng nào vừa tăng. Ngon nhảy. Tuổi gì? Quá lùi. Thở rơm run. Don't know what it mean. Final raid nha. NN. Đấy các bạn, cứ đến hai các bạn nhí đi cho mình. Auto là full lửa luôn. Rồi cái chế độ Miro này thì tốc độ khá chậm. Không đúng cái kiểu chơi mình lắm. Mình thường chơi cái độ mắc cơ. Ui. Mình nghĩ trong trò này mình không đối thủ rồi. Rén. Biết ngay là trò này á, các bạn cực bị giết càng cao ấy, những khả năng ăn được những cái dụng cụ ngon ấy rất là khó. Thường mình xếp đệ nhất này thường chỉ ăn được vàng thôi. Đấy, biết ngay. Ui giời. Mình sẽ băng băng về đích thôi. Mẹ. Yeah. Đua này. Đua này khá là dễ. Mình tưởng nó đua ngược đường khó lắm rồi. Nhưng mà mẹ chó. Ui. Sao rồi. Lên lên lên. Chúng ta sẽ là người chiến thắng. Vị trí số 4 công an thua đầu. Đủ mẹ này nó. Mấy con lợn. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon. Đừng đâu. Ui. Không sao, không sao. Con hàng. Cố gắng 4 vòng nhất nào. Ui, ngon rồi, ngon rồi. Đừng. Woo. Yes. Số điểm tuyệt đối luôn. Quá bài đạo. Mình nghĩ đéo có ai có thể đùa mình luôn nhá. Làm một chút highlight nhá. Điều này khá là hay đấy. Bạn nào mà có Nintendo Switch mà không có trò này, tốt nhất là vứt cái Nintendo Switch đi nhá. Chơi nó có hỗ trợ chơi co-op 4 người trên một cái máy này. Bạn mua game phải chơi với gia đình cực kỳ vui luôn. Vui hơn nữa khi nếu mà các bạn đua bá như mình. Rồi nhá. Hôm nay đến đây thôi nhá. Nếu các bạn thích game này thì mình sẽ chơi tiếp nhé. À ok, nếu các bạn thích game này thì comment phía dưới thì mình chơi tiếp. Còn nếu các bạn không comment thì mình cũng đéo chơi nữa đâu. Ok.